Số 640 Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội, Hán dịch đời Lưu Tống, Sa môn Thích Tiên Công. Một thời, Đức Phật ở tại khu vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ cùng với chúng đại tỳ kheo 500 vị, 6 vạn Bồ Tát hội đủ, đã có vô số hàng trời người tám bộ chúng hộ pháp. Khi ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi an tọa trong chúng hội, Đức Phật liền bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Này đồng tử, Bồ Tát hành bố thí có được 10 điều, những gì là 10? 1. Chắc chắn trừ được tâm ganh ghét. 2. Bố thí tâm thường thanh tịnh. 3. Bố thí cho vô số trăm ngàn người không thể có được tài sản. 4. Dùng hoàn toàn các vật tốt đẹp. 5. Sinh vào nhà thật giàu sang. 6. Được sinh vào nơi chốn ưa thích bố thí. 7. Được 4 bộ chúng yêu thích nhớ nghĩ. 8. Giao chúng ngồi không sợ hãi cũng không bị ngăn ngại, 10 phương đều nghe danh tiếng. 9. Thời niên thiếu tay chân dịu dàng. 10. Thường ưa thích thiện trí thức cho đến an tỏa nơi của cây bồ đề. Này đồng tử, đó là 10 việc của Bồ Tát thực hành bố thí. Khi ấy Đức Phật nói kệ: Lìa bỏ hết tâm ganh ghét, ý thường vô thích bố thí, dùng toàn là vật hảo hạng, sinh vào nhà thật giàu sang, được sinh vào chỗ vừa ý, vui vẻ thực hành bố thí. Chúng sinh đều nhớ thương yêu, ở nhà cho đến ra đường, vào chúng hội không sợ hãi, đến mọi chốn không trở ngại, danh tiếng vang đi khắp nơi, từ quận nước đến huyện ấp, tay chân luôn luôn dịu dàng, chỗ mong cầu không khó khăn, thường gặp bậc thiện trí thức, chư Phật và chúng đệ tử hoàn toàn không sinh tâm ganh ghét, ý thường ưa thích việc bố thí, đồ vật để dùng đều tốt đẹp, làm việc với tâm không ganh ghét, sinh vào gia đình thật giàu sang, ý thường vui vẻ ưa bố thí, bao nhiêu ức người đều thương mến. Người thích bố thí có hạnh này, gặp bậc thiện tri thức không ngại, thường thấy chư Phật và đệ tử, thế rồi liền vui vẻ cúng dường. Người hành bố thí có hạnh ấy. Phật bảo: Này đồng tử, Bồ Tát trì giới thanh tịnh có được 10 điều, những gì là 10? 1. Đầy đủ các nguyện. 2. Tu học Phật đạo. 3. Thường an lạc nơi trí tuệ sáng tỏ. 4. Nhất định không nói dối. 5. Thế cảnh đời tông không lay động. 6. Bỏ sinh tử. 7. Cầu đạt nơi hoàng. 8. Hành nơi vắng lặng. 9. Chứng được tam muội. 10. Hành trì không thiếu thốn. Này đồng tử, đó là 10 việc của Bồ Tát giữ giới thanh tịnh. Khi ấy Đức Phật nói kệ: Đầy đủ các thứ hạnh nguyện, học đạo hạnh của chư Phật, ưa thích trí tuệ Thế Tôn, không còn có lúc kinh sợ, sở nguyện không hề lay chuyển, làm việc thường không sân giận, từ bỏ tất cả sinh tử, mong cầu đạo quả niết bàn, luôn tu tập nơi vắng lặng, liền cho đắc được các tam muội, không có khổ sở bần cùng, đứng vững ở trong giới luật. Vị này đầy đủ các sở nguyện. Bồ Tát học đạo của chư Phật, người trí không khen mình với người, như vậy người ấy giới thanh tịnh, giữ nguyện vững chắc không rời bỏ, hoàn toàn không thể dời đổi được, vì thế sinh tử vô số ác, liền từ bỏ cầu đạo niết bàn, ý không còn chấp vào nhớ nghĩ, như vậy người ấy giữ vững giới, chắc chắn được đến khắp các cõi. Người giới thanh tịnh được hạnh này. Phật bảo: Này đồng tử, Bồ Tát hành trì nhẫn nhục có được 10 điều, những gì là 10? 1. Lửa không thể thiêu cháy. 2. Dao không thể làm hại. 3. Chất độc không thể hành hạ. 4. Nước không thể nhận chìm. 5. Hàng phi nhân đều hộ vệ. 6. Thân tướng được trang nghiêm. 7. Đóng kín các đường ác. 9. Được sinh vào cõi Phạm Thiên không trở ngại. 9. Ngày đêm được an ổn. 10. Luôn luôn được an lạc. Này đồng tử, đó là 10 điều của Bồ Tát nhẫn nhục. Khi ấy Đức Phật nói kệ: Lửa không thể thiêu cháy người, đao không thể làm tổn hại, chất độc không thể nhiễm được, nước không thể nào nhận chìm, các phi nhân đều hộ trì, được 32 tướng tốt, liền đóng kín các đường ác. Người nhẫn nhục được như vậy, tìm cầu Phạm Thiên Đế Thích cũng đều đạt đến tất cả, đều hành luôn được an ổn, đều thức tỉnh việc vô thường. Dao và lửa không thể tổn hại, đi trong độc không hề bị nhiễm, trời người quỷ thần đều hộ trì, người hành nhẫn nhục được hạnh ấy, thân được 32 tướng tốt, người đó lại không sợ đường ác, đến lúc chết liền sinh Phạm Thiên, người hành tâm từ được đạo này, ngày đêm thường được sống yên ổn, thân thường vui vẻ đạt an tịnh, nơi tất cả cõi đều thanh tịnh, trọn không có ý hành sân hận. Phật bảo: Này đồng tử, Bồ Tát hành trì tinh tấn có 10 việc, những gì là 10? 1. Có ai lực. 2. Được chư Phật gia hộ. 3. Các hàng phi nhân đều che chở. 4. Nghe Pháp ghi nhớ trọn vẹn. 5. Chưa được nghe Pháp thì được nghe. 6. Trí tuệ thông tỏ hơn hẳn. 7. Đạt được vô số tam muội. 8. Hoàn toàn không bệnh. 9. Đời sống luôn được an ổn. 10. Được dịu dàng tươi đẹp như hoa sen xanh. Này đồng tử, đó là 10 điều của Bồ Tát thực hành tinh tấn. Lúc ấy Đức Phật nói kệ, đầy đủ tất cả oai thần, hoàn toàn không phạm việc ác, hàng phi nhân đều che chở, mau chóng hoàn thành Phật đạo, nghe kinh Pháp không quên mất. Người chưa nghe cầu được nghe, người rồi tâm ý thông sáng, người tinh tấn có đức này, để chứng các hạnh tam muội, đoạn không có lúc bệnh tật, người tinh tấn được trí tuệ, thường hành trì theo Phật đạo, đời sống luôn được an ổn, tức do thực hành tinh tấn, ví như hoa sen trong nước, dần dần phát triển lớn lên. Pháp thanh tịnh cũng như vậy, khiến Bồ Tát dần thành tựu, hoàn toàn không gì sánh kịp, được ở cõi trời an lạc. Hạnh tinh tấn của Như Lai phải trải qua vô số kiếp, các Bồ Tát dốc sức hành, chỗ tu tập tất nêu rõ. Vì tinh tấn ấy có oai thần, thường được chư Phật gia hộ khắp. Tất cả thọ trì đạo hạnh này, vị ấy mau chóng chứng Phật đạo, được nghe hoàn toàn không quên mất, và đạt được các pháp hành khác, trí tuệ người ấy dần tăng trưởng. Thực hành tinh tấn có việc này, đầy đủ tam muội tự thêm lên, hoàn toàn lìa khỏi các bệnh tật, tất cả mọi việc nơi đời sống luôn đạt được an ổn thuận hợp, ngày đêm thành tựu hạnh thanh tịnh, bậc thường tinh tấn không ngừng nghỉ, vì ấy mau chóng thành Phật đạo. Hành tinh tấn cao cả như vậy. Phật bảo, này đồng tử, Bồ Tát tọa thiền có được 10 điều. Những gì là 10? 1. Chuyên tâm hành trụ. 2. Làm các việc đạo. 3. Không sợ khó khăn. 4. Các căn luôn ngay thẳng thuận hợp. 5. Được mọi người yêu mến. 6. Xa lìa tham dục. 7. Thường nhất tâm. 8. Thoát khỏi cảnh giới ma. 9. An trú vào cảnh giới Phật. 10. Được giải thoát. Này đồng tử, đó là 10 việc của Bồ Tát tọa thiền. Khi ấy Đức Phật nói kệ, nếu hành trì không thay đổi, tức là thực hành đúng chắc, chỉ làm việc của Phật đạo, vì ấy lìa hành bất chánh. Tu tập không bị vướng mắc, các căn đã được vắng lặng, liền đạt niềm vui an ổn. Ngồi suy nghĩ việc hành đạo, người đã xa lìa ái dục, ngồi thiền căn với nhất tâm, do xa lìa cảnh giới ma, nên trú vào cảnh giới Phật. Hành giả chuyên tâm đối cảnh, vui một mình nơi gốc cây, liền đạt được hạnh giải thoát, tức thành tựu đủ 10 việc. Bồ Tát an trú không thay đổi, từ bỏ những việc không đáng làm, bỏ hành bất chánh, vui chánh hạnh. Người niệm tam muội được việc này, vì ấy hoàn toàn không tham đắm. Bậc thánh hành an ổn không tham, thân ý vui thích việc trì giới, thực hành tam muội đạt điều ấy. Hành nơi vắng lặng không lo sợ, người ấy hoàn toàn dứt vướng chấp. Hàng phi nhân thể đều nhớ nghĩ, xa lìa nẻo dục hành một mình, đoạn không chấp giữ cũng không tham. Như vậy thoát khỏi cảnh giới ma, an trú vào cảnh giới Như Lai, vì ấy giải thoát đạt an lạc. Phật bảo, này đồng tử, Bồ Tát hành trí tuệ Ba La Mật có được 10 điều. Những gì là 10? 1. Tất cả mọi vật hiện có đều bố thí, không còn mong cầu. 2. Không phạm giới, cũng không lệ thuộc vào giới. 3. An trú vào sức nhẫn nhục, không trú vào tưởng của người. 4. Hành tinh tấn, không tiếc thân mạng. 5. Thực hành thiền định, không trú chấp vào thiền. 6. Hàng phục được các ma ác. 7. 96 phá ngoại đạo, không thể làm lay động. 8. Tự biết được về sự sinh tử. 9. Đối với chúng sinh có tâm từ bi. 10. Không mong cầu quả vị của hàng nhị thừa. Này đồng tử, đó là 10 việc của Bồ Tát thực hành trí tuệ Ba La Mật. Khi ấy Đức Phật nói kệ, bố thí cho người bình đẳng, cũng không mong được báo đáp. Giữ kinh giới không dám phạm, cũng không có tưởng mong cầu. Hành nhẫn nhục và trí tuệ, đoạn không có tưởng của người. Thức người tức có tinh tấn, thấy người tức có tinh tấn, thân ý không còn vướng chấp. Hành nhất tâm và trí tuệ, không nơi trú, không có tưởng, vì hàng phục được các ma, nên bậc trí có đức ấy. 96 phái ngoại đạo, đều không thể làm lay động, thấu rõ mọi việc sinh tử, bậc trí tuệ được việc này. Nơi tất cả cõi chúng sinh, luôn hiện tâm từ bi lớn, đối với quả vị nhị thừa, đều không mong đạt chứng đắc. Vật hiện có thấy không mong đáp, vì không phạm giới, không nghĩ ác. Hành nhẫn nhục không tưởng về người, tu tập trí tuệ được việc này. Tinh tấn ở nơi chốn vắng lặng, thiền không có tưởng cũng không trú, trí tuệ dốc hàng phục các ma. Hành trí tuệ đạt được như vậy, ngoại đạo không thể làm lay chuyển. Người ấy tất biết rõ sinh tử, đối với chúng sinh đều thương xót. Thực hành trí tuệ được việc này, quả Thanh Văn cùng với duyên giác đối học hoàn toàn không mong cầu, an trú nơi Phật đạo như thế. Thực hành trí tuệ được như vậy. Phật bảo này đồng tử, Bồ Tát nhiều trí có 10 điều hành trì. Những gì là 10? Một, biết rõ về quả ác. 2. Hiểu rõ về đường thiện. 3. Thông tỏ các việc nghi ngờ. 4. Hiện bày đạo chân thật. 5. Để bỏ đường ác. 6. An trú vào chánh đạo. 7. Trú trong pháp môn cam lộ. 8. Được ngồi nơi cội cây bồ đề. 9. Vì mọi người dốc hiện bày đạo sáng. 10. Không sợ đường ác. Này đồng tử, đó là 10 điều hành trì của Bồ Tát nhiều trí. Lúc ấy Đức Phật nói kệ, biết rõ được các phiền não, tất thấu tỏ 2 điều này, người ấy liền bỏ phiền não, tùy thuận thực hành Phật đạo. Trí tuệ dứt mọi nghi ngờ, khéo hiện bày việc chân thật, mọi nẻo ác đều không làm. Tức trụ nơi đạo chân chánh, gặp được pháp môn cam lồ, ngồi nơi cây bồ đề Phật, vì mọi người giải bày chánh, khiến không sợ các đường ác. Hiểu rõ vô số pháp phiền não, thông tỏ 2 việc là như vậy. Vì ấy liền bỏ hết kết sự, nơi yên ổn học các pháp lành. Vì mọi người giải rõ nghi ngờ, thể được đạo hoàn toàn chân thật, lập tức liền bỏ mọi điều ác. Bậc nhiều trí luôn ở trong đạo, luôn an trú nơi pháp cam lồ, được ngồi nơi vô lượng cây Phật. Vì vô lượng người giải rõ đạo, vì ấy trọn không sợ đường ác. Phật bảo này đồng tử, Bồ Tát tôn trọng pháp thực hành bố thí pháp cho người khác có 10 việc. Những gì là 10? 1. Xả bỏ điều ác. 2. Thực hành điều thiện. 3. Tu học theo bậc chánh sĩ. 4. Làm thanh tịnh quả Phật. 5. Ngồi nơi cội cây bồ đề. 6. Bố thí cho mọi người dùng. 7. Điều phục các thứ phiền não. 8. Đem trí tuệ ban cho tất cả mọi người. 9. Hành tâm từ. 10. Hiện tại tâm ý luôn được an ổn. Này đồng tử, đó là 10 điều thực hành bố thí pháp cho người khác của Bồ Tát tôn trọng pháp. Bây giờ Đức Phật nói kệ, xả bỏ tất cả điều ác, thực hành tất cả điều lành, được trú vào pháp trí tuệ thâm thượng ưa thích bố thí. Khéo làm thanh tịnh cõi Phật, tức đạt cõi nước vô thượng, được ngồi nơi cội cây Phật, thí pháp ví như châu báu, ban cho tất cả hiện vật, tự học với các pháp vương, sẽ lệ hết mọi phiền não. Vì ấy mau chứng đạo quả, bố thí tất cả mọi người, lưu hành theo tâm từ bi, hành trước mọi thứ ganh ghét, làm ăn ổn hàng phi nhân, nhiều trí trừ bỏ các việc ác. Vì ấy an trú trong pháp thiện, giữ pháp kiên cố không lay động. Nhiều trí thường ban cho pháp, luôn gặp được cõi nước thanh tịnh, dốc thực hành mọi việc Phật đạo, nơi của cây bồ đề của Phật, bố thí pháp đạt được việc ấy. Mọi bố thí không có phiền não, nên biết rõ mọi việc nơi thân, đều thoát khỏi những việc thế gian, vì ấy trọn không bị ngán ngại. Tự mình biết rõ nên phát tâm, vì mọi người bố thí như vậy, có tâm từ không hề ganh ghét, thấy mọi pháp đều không có ngã. Phật bảo này đồng tử, Bồ Tát thực hành pháp không có 10 điều. Những gì là 10? 1. Thực hành Phật đạo. 2. Hành không bị vướng mắc. 3. Không mong cầu về chỗ sinh. 4. Không phạm giới pháp. 5. Không phỉ báng bậc thánh hiền. 6. Không hề tranh cãi. 7. Không chấp vào sự chứng đắc. 8. Chỉ hành đạo một mình. 9. Không làm cản trở pháp Phật. 10. Dốc thọ lãnh chánh pháp. Này đồng tử, đó là 10 điều thực hành pháp không của Bồ Tát. Khi ấy Đức Phật nói kệ, việc làm của bậc thượng nhân đều được thế gian tôn kính, dùng mãnh thực hành việc ấy, các nơi không thể chấp giữ, không vướng chấp vào thế gian, luôn ngồi thiền định an ổn, không nguyện sinh vào các chốn, hiểu rõ các pháp đều không, hoàn toàn không phạm giới pháp, giữ gìn giới luật không sai, trọn đời không nói điều ác, không phỉ báng bậc thánh hiền, hành đạo không bị ngăn cản, đều không có sự tranh chấp, các sự việc đều biết rõ, theo như pháp mà tu tập, đến khi thân mạng có thúc, trọn luôn tôn kính Thế Tôn, tích chứa tất cả Phật pháp, từ chữ tâm không lo sợ. Ở tất cả các thế giới, Phật đạo không thể nghĩ bàn, Phụng trì pháp của chư Phật, không nghi hoặc nơi pháp không. Việc làm của người là thường diệu, không trú vào học thuyết ngoại đạo. Hành thiện an ổn không vướng mắc, cái trốn đều không ngã không nhân. Vì ấy trọn không hề tham đắm, thiền định nhất tâm không còn tưởng. Do biết pháp không nhân không ngã, hoàn toàn không có đối tượng nguyện. Hiểu tất cả các pháp đều không, đối các lợi ích không đắm nhiễm. Vì ấy trọn không tâm tham chấp, đối với Phật tâm tinh thanh tịnh. Bậc ấy hoàn toàn không tranh chấp, hành hóa ở riêng không đông đảo. Vậy ấy an trú nơi Phật đạo, giữ gìn được pháp của Như Lai. Phật bảo: này đồng tử, Bồ Tát hành hóa ở riêng một mình 10 việc, những gì là 10? 1. Luôn có tâm thanh tịnh. 2. Không có tham dục. 3. Luôn nhớ nghĩ chư Phật. 4. Tin tưởng hành trì. 5. Trí tuệ quyết định không nghi. 6. Luôn thân cận với chư Phật. 7. Không che ba giáo pháp. 8. Tu hành nơi vắng lặng. 9. Được an trú tuần hợp. 10. Biết rõ. 4. Giải thoát. Đại đồng tử, đó là 10 việc của Bồ Tát hành hóa ở riêng một mình. Khi ấy Đức Phật nói kệ: hoàn toàn không hành tham ái, tâm ý luôn được thanh tịnh, làm việc không theo nẻo dục, một mình thiền định nhất tâm, suy nghĩ sáng soi thế gian. Người ấy dốc lòng thành tín, trí tuệ hiểu rõ không nghi, trí Phật không thể nghĩ bàn. Chư Phật phải nên thân cận, trọn vẹn không bỏ pháp nào, hành thiền định nơi vắng lặng, nên biết trú vào pháp tịch tỉnh. Vì ấy hiểu rõ các việc, thích một mình ở dưới cây, xa bỏ tiền tài danh lợi, ở một mình để hành đạo. Vì ấy đã có tâm thanh tịnh, tất cả việc ác đều trừ bỏ, hành pháp tịch tỉnh là trên hết, không nghi ngờ trí tuệ của Phật. Vì ấy nhớ nghĩ Phật vô thượng, kính tin việc làm của Thế Tôn, cũng không nghi ngờ trí tuệ Phật. Thực hành vắng lặng được việc này, nơi bậc thượng nhân nên gần gũi, hoàn toàn không bỏ một pháp nào. Tu một mình ở nơi vắng vẻ, hành A La Nhã đạt việc ấy, chắc chắn được quả vị tịch tỉnh. Mau chóng hiểu rõ việc những này, thường thuyết giảng kinh nhiều vô số, vì ấy đều thông suốt không ngại. Phật bảo: này đồng tử, Bồ Tát tu hành nơi thanh vắng có 10 điều, những gì là 10? 1. Tu hành thanh tịnh. 2. Xa lìa mọi người. 3. Không tranh cãi. 4. Không có sân giận. 5. Không nhập vào các hành. 6. Không làm theo người có tội. 7. Luôn nhớ nghĩ về việc giải thoát. 8. An ổn nhất tâm hành trì. 9. Mau cho đắc giải thoát. 10. Do không còn tham chấp nên được tam muội. Này đồng tử, đó là 10 điều của Bồ Tát tu hành nơi thanh vắng. Lúc này Đức Phật liền nói kệ: thường hành nơi chốn vắng vẻ, luôn xa lìa chỗ đông người, hoàn toàn dứt mọi tranh cãi, chuyên tu tập chỉ một mình, lại không có tâm sân giận, tất cả không chấp các cõi, và cũng không gây tranh biện. Nơi thanh vắng có đức ấy, thường hành trì hành tịch tỉnh, nên ở một mình tu tập, tức chứng được quả giải thoát, chóng vượt qua tất cả cõi. Ngồi thiền một mình nơi vắng vẻ, xa lìa các ác chốn đông người, vì ấy trọn không dự việc đời, nơi cội cây đạt được việc ấy, nhàm chán với tất cả sanh tử. Bậc ấy không tham đắm vật dụng, các vật lo sợ đều không còn, nơi cội cây đạt được việc ấy, không cùng người đua nhau tranh cãi. Thực hành thiền định thích vắng lặng, luôn giữ ý giữ gìn nơi thân khẩu ý, chốn vắng tĩnh đức nhiều vô số, liền được quả giải thoát vô thượng. Thích ngồi thiền định nơi thanh vắng, nơi cội cây tu hành tịch tỉnh, nơi A Lăng Nhã được đức ấy. Phật bảo: này đồng tử, Bồ Tát hành khất thực có 10 điều, những gì là 10? 1. Không tham muốn, khiến nhận biết hạnh của mình. 2. Không khiến người biết được công đức của mình. 3. Không tham lam tài lợi. 4. Không tự khen mình, cũng không vua nịnh. 5. An trú nơi đạo của thánh hiền. 6. Không tự nói về công đức của mình. 7. Không chạy theo việc làm của người khác. 8. Đến nhà người khác không vui mừng, cũng không lo buồn. 9. Xa lìa sự ăn mặc bố thí pháp cho mọi người. 10. Trú vào các công đức, không vua nịnh, tất cả đều dùng pháp để bố thí. Này đồng tử, đó là 10 điều của Bồ Tát hành khất thực, làm cho công đức không có sai lệch. Đức Phật nói kệ: người ấy hành không tham dục, không bị vướng mắc nơi hành, lợi không lợi, tâm bình đẳng, vì ấy trú vào giáo pháp, không phạm lỗi với thánh hiền, không vô định hay tự khen, không nói điều lành của mình, chả nói việc ác của người khác, không ưu sầu, không mừng vui, thuyết pháp lìa sự ăn mặc, nói ra đều được hoan hỷ. Người khất thực có đức ấy, không muốn tiếng khen, không cầu danh, thường an trú bốn hạnh hiền thánh, không vô nịnh để cầu lợi dưỡng, lãnh thọ giáo pháp của việc ấy, không tự khen ngợi, không nói xấu, không nói ác khẩu và lưỡng tiệc, nghe công đức người thường mừng vui, hành khất thực ấy biết vừa đủ, lì ăn mặc hay đem pháp thí, cũng không tìm cầu đền tài lợi, nói điều lành được người vui mừng, tôn trọng giáo pháp được việc ấy. Khi Phật giả nói kinh này, có 7 vạn 2.000 người phát tâm cầu đạo quả, vô thượng chánh đẳng chánh giác, 1 vạn Bồ Tát chứng được pháp nhãn vô sinh. Đức Phật thuyết giảng như vậy, đồng tử Văn Thù Xá Lợi và tất cả chúng hội, hàng trời người, rồng đều hoan hỷ, cùng cung kính đảnh lễ Phật rồi lui ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.